Thưa quý vị, Công an Thanh Hóa đang tiếp tục quá trình điều tra mở rộng vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại dự án đầu tư xây dựng công trình Hạc Thành Tower có địa chỉ tại số 3 Phan Chu Trinh, phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa. Hàng loạt các cán bộ cũng như là lãnh đạo của các sở ngành của tỉnh Thanh Hóa được xác định có liên quan và đã bị bắt giữ trước đó. Một trong những lãnh đạo mới nhất bị khởi tố là Đinh Xuân Hướng, sinh năm 1970, bí thư huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sổng Mã. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa đã công bố quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đinh Xuân Hướng sinh năm 1970, bí thư huyện ủy huyện Như Thanh, nguyên tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã, đồng thời bắt tạm giam Nguyễn Mạnh Sơn sinh năm 1958 ở phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, nguyên chủ tịch hội đồng quản trị công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Sông Mã về tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí. Theo cơ quan công an, thời gian giữ vai trò là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên sông Mã, doanh nghiệp 100% vốn nhà nước. Trong quá trình thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp, Nguyễn Mạnh Sơn và Đinh Xuân Hướng đã đồng ý việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với các tổ chức cá nhân khi chưa đủ điều kiện, gây thất thoát gần 56 tỷ đồng cho ngân sách nhà nước. Liên quan tới dự án này, trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Thanh Hóa cũng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Bá Hùng nguyên bí thư huyện ủy như xuân nguyên phó giám đốc sở tài chính ông văn xuân hùng nguyên trưởng phòng quản lý công sản giá sở tài chính thanh hóa bà đinh cẩm vân nguyên giám đốc sở tài chính thanh hóa